Xin chào tất cả mọi người. Và trước mặt mình đây đang chính là hai cái thùng quà mà siêu to khổng lồ nè, mà kênh được tặng nha. Và hai thùng quà này được ship từ Hồng Kông về nha. Đây, một cái thùng nhỏ nhỏ nè, nhưng mà cũng khá là nặng nha. Mình nhắm chừng là chắc khoảng 3kg. Còn cái thùng bự này thì thôi rồi. Wow. Chắc cũng phải khoảng 60kg. Rồi, thì đây. Trời ơi. Trước mặt sau các thứ nè. Bây giờ mình sẽ cùng khui ra luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ khui cái thùng nhỏ trước nha. Được dán băng keo rất kỹ luôn. Khui mệt nghỉ luôn. Rồi, đây. Thì mình nghĩ rằng á, một số bạn nhìn những cái cuộn in này thì cũng đoán ra được sản phẩm bên trong đây rồi đúng không? Đây chính là những cái cuộn in mà 3D nha. Ở đây mình có như là một cuộn màu xanh nè, một cuộn màu đỏ nè, và một cuộn là cầu vồng nè. Bây giờ mình sẽ đến với cái thùng bự luôn. Khá là háo hức. Nói chung là mình cũng khá là thích cái máy in. Lần trước thì mình cũng có được tặng một cái á. Không biết bạn nào xem video đó chưa ta? Nếu như chưa xem thì có thể xem nha. Thì cái loại kia á, là cái loại mắc hơn. Nhưng mà cái khổ của nó, in của nó quá là nhỏ, cho nên mình không thể nào mà mình in được những cái thứ mình thích á. Ây da, ngược chiều rồi. Khổ thực sự luôn. Rồi, để xuống dưới nha. Đây, đầu tiên đó chính là cái bàn ở dưới nè, cái bàn in đó. Trời ơi, cực kỳ xịn xò con bo. Để sao dễ nhìn ta. Và ở phía bên trên mình sẽ có các thứ như là dây nhựa đâu nè. Rồi, hết rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, trời ơi, xịn xò con bò chưa. Đây, đây chính là cái thanh để cho nó có thể chạy rồi gắn cuộn in vào trên đây nha. Lâu lâu á, inbox những cái máy bự bự giống vậy nè, cảm giác phê thực sự luôn đó. Rồi, đầu tiên á, ở bên dưới sẽ có một cái USB nè, USB màu xanh lá nè. Thì mình có thể dùng cái USB này để chép những cái file in nè, từ chiếc PC nè, vào trong máy in nha, mình có thể in ra được. Rồi, tiếp đó là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Cái này thì chắc chắn là phải đọc nha, nếu như không đọc thì không biết đường mà lắp đâu, nhìn rất là khó luôn. Cuộn này là gì? Mình nghĩ đây chắc là một cái cuộn in mà in mẫu á, màu trắng nè. Nếu như các bạn mua máy in này thì các bạn phải mua những cái cuộn in riêng nha. Rồi tiếp. Rồi, tiếp đó ở đây thì mình sẽ có những cái dây rút đồ này kia các thứ nè. Và những con ốc nè, có thể bắt vào. Và tiếp đó là những cái cây mà lục giác, rồi cây cờ lê đồ nè. Và cuối cùng, đây là một cái cục. Còn cục gì thì mình chưa biết được. Và hết rồi. Và ở bên dưới thì còn có một cái tờ thông tin của đơn hàng nha. Và cái giá của cái máy in này á, mình có check ở trên website rồi. Đó là 199 đô cho máy in nha. Và một cuộn in này á, thì nó sẽ từ khoảng mười mấy đô cho tới 30 mấy đô nè. Ví dụ đây là một cuộn màu đỏ thì nó lại nhỏ hơn cái cuộn mà cầu vồng nè. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tiến hành lắp ráp nha. Nói chung là bây giờ nhìn là mù tịt thôi. Mình phải dùng một tờ sách hướng dẫn sử dụng nè. Cái máy anh lần trước thì nó dễ ráp, dễ sử dụng hơn cái máy này. Bởi vì nó là nguyên một cái máy được lắp ráp sẵn luôn rồi. Còn ở chiếc máy này thì mình phải ráp những cái cây vào nè. Thì nếu như bạn nào mà mua về không biết lắp á, thì có thể nhìn trong tờ sách hướng dẫn sử dụng này nha. Nó sẽ có hướng dẫn mình lắp các bước như thế nào nè. Và ở đây cũng có mô tả cho mình những cái như là sử dụng ở trên cái màn hình LED như thế nào nè. Ngoài ra còn một tờ nó sẽ mô tả cho mình những cái linh kiện có ở trong chiếc máy in này. Rồi tiếp đó là mình sẽ có một tờ giấy nha. Cái chuyện mà viết một tờ giấy cảm ơn á, thì nó không có khó lắm. Nhưng mà đối với những tờ giấy mà được đánh máy á, thì không ai đọc cả. Nhưng mà đối với tờ giấy này nè, thì mình thấy đây là một tờ giấy mà viết tay nha. Nhưng mà cũng là viết tay rồi in lại thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ tốt hơn là gọi là đánh máy nha. Sẽ có một mặt tiếng Anh và một mặt tiếng Trung nè, dạng như cảm ơn mình đã mua, đã sử dụng đồ này kia. Đây nè, Annette 3D nè, Printer Team nè. Và rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng tiến hành lắp ráp lên nha.
Và hiện tại thì mình cũng đã lắp gần xong rồi. Thì khi nãy ở bước số 2 á, mình gặp hơi khó khăn là ở cái bước mà mình lắp cái cọng dây, như gọi là cọng dây của loa á. Đây nè, dùng để có thể di chuyển tới lui nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo nha. Đó chính là bước số 3. Thì bước số 3 á, là một cái mớ dây lằng nhằng nè. Ở đây thì cũng rất là may, ở trên những cọng dây nè, nó đều có ghi tên cả, như là fan 1 nè, và cọng dây N nè, dây BL nè. Thì ở đây á, nó cũng có những cái tên này rồi, mình cứ căn cứ vào đó thì mình cắm vào thôi. Vâng rồi, vậy là mình đã vừa mới lắp ráp xong rồi. Và trên chiếc máy in này sẽ có một cái màn hình LCD nè, có cảm ứng luôn. Và ở đây ngôn ngữ mình có, đó là tiếng Trung nè, tiếng Anh và tiếng Pháp nha. Ở đây mình có hai chế độ, đó là manual nè, đó là cài đặt thủ công. Mình phải cần tìm một tờ giấy nè, đó, một tờ giấy A4 hoặc là một tờ giấy giống như tờ giấy này nè. Rồi, mình sẽ đi từng điểm một nè, ví dụ điểm 1 nè, rồi điểm 2 nè, điểm 3, điểm 4 nè. Mình sẽ đi từng điểm 1 để mình canh cho cái vị trí nó vừa đúng nha. Nhưng mà cái chỉnh thủ công này nó khá là lâu, kèm theo đó thì nó cũng có thể là sẽ bị sai sót, cho nên mình chỉnh qua là auto nha. Đây là những cái số mình đã chạy được nè. Ở đây thì mình thấy nó đánh dấu có 9 điểm thôi, nhưng mà khi chiếc máy nó chạy mình thấy nó quét tới 16 điểm lận. Và ở đây cái cục mà mình không biết là gì á, nó chính là một cái cảm biến nha. Mình gắm vào để cho nó khi chạm xuống nó có thể cảm biến được, và nó sẽ quét ra những cái điểm nè. Và phần cài đặt thì mình cũng có thể chỉnh một số cái, như là mình có thể tăng giảm chục X, Y, Z nè. Mình có thể bấm cộng nè. Đó, đây bấm cộng chục X á, đó chính là cái cục in á, nó sẽ chạy qua bên phải nè, trừ nó sẽ chạy qua bên trái nè. Hoặc là chục Y nè, chục Y đó chính là cái bàn in nè. Bấm dấu cộng thì nó sẽ chạy về trước, bấm dấu trừ nó sẽ chạy về sau nè. Và trên đây nó sẽ cho mình chọn là 0.1mm, 1mm hoặc là 10mm nè. Và chục Z á, đó chính là chục lên xuống nha. Khi mình bấm á, trừ thì nó sẽ xuống nè, cộng thì nó sẽ lên. Còn cái E này á, chính là cái cuộn in nha. Khi mình bấm cộng thì cuộn in nó sẽ chạy vô, còn bấm trừ nè, cuộn in nó sẽ chạy ra nè. Còn khi mình bấm vào căn nhà á, thì nó sẽ về vị trí ban đầu nha. In 3D trong tưởng tượng. Còn đây là thực tế. Thực tế á, là nó sẽ in từng lớp một. Mà ở đây á, là nó phải vẽ từng đường một luôn, cho nên cái việc mà nó vẽ rất là lâu luôn nha. Ở đây á, thì mình chỉ in một cái con Doraemon nhỏ nhỏ thôi, mà hiện tại nó đã in hết 1 tiếng 16 phút và mới được 85%. Còn 15% nữa chắc cũng phải khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. A few moments later. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã in xong con Doraemon rồi. Cảm giác cầm trên tay á, thì nó khá là nhẹ luôn, bởi vì ở bên trong á, nó không có đặc. Cái này là do chất lượng in thôi, mình để chất lượng là thấp á, để in cho nó nhanh hơn tí. Thì mình đã cắm chiếc USB, à không, không phải là chiếc USB đâu, nó là một cái đầu đọc thẻ nhớ nha. Và có cắm kèm sẵn một cái thẻ nhớ 8GB luôn, đây nè. Và bên trong đây sẽ có một vài thư mục nha, như là hướng dẫn sử dụng nè, setup đồ này kia các thứ nè. Tiếp đó là cái phần mềm nè, và thứ ba đó là những cái file in có sẵn nè. Và phần mềm ở đây mình sử dụng á, đó là Cura nha. Cura có sẵn ở trong cái thẻ nhớ luôn, các bạn chỉ cần cài vào thôi. Và đây là một cái phiên bản cũ nha, nhưng mà mình khuyên thật rằng các bạn hãy nên sử dụng phiên bản cũ, bởi vì ở đây nè, đây là cái file hướng dẫn nè. Cái file hướng dẫn này á, là hướng dẫn trên giao diện cũ nha, mình chuyển qua giao diện mới mình đọc chả hiểu gì cả, cho nên á, mình mới phải sử dụng phiên bản cũ ở đây nè, phiên bản có sẵn ở trong thẻ nhớ. Nói chung là Anet hỗ trợ rất là tận tình luôn, là hướng dẫn từng ly từng tí một nè, hướng dẫn cài đặt nè, từng bước một luôn, rồi hướng dẫn setup các thông số nè.
hướng dẫn từ A đến Z luôn. Mình chỉ theo cái file này mình làm thôi, rất là đơn giản luôn. Nói chung là các bạn có một tí kiến thức tiếng Anh thì sẽ đỡ hơn. Còn nếu như không có, các bạn cứ setup y chang như Annette đã setup sẵn, như vậy là được rồi. Thì đây chính là giao diện phần mềm Cura 14.07 nha. Rồi, thì đây, những thông số này nè, mình cũng setup theo ở trong file cài đặt thôi. Các bạn mà có mua thì cứ theo file đó mà setup là ok rồi. Và bây giờ mình sẽ load lên nha. Và hôm nay thì mình sẽ in cái gì? Mình sẽ in đó là một cái mặt nạ phòng độc nha. Nó là mặt nạ phòng độc cho nó ghê thôi, chứ thực ra nó cũng chỉ là dạng như một cái khẩu trang thôi. Đây, để mình mở những cái hình ảnh đi cho nó dễ. Đó, đây là cái hình nè, sau khi mình đã hoàn thành nè. Xịn sò con bò chưa? Thì trong đợt dịch này mà các bạn có cái này mà đeo ra đường thì chắc là dị không giống ai cả. Mình không biết mình làm xong có dám đeo ra đường hay không nữa. Nói chung là bây giờ mình cứ làm thử thôi. Và đây là một cái chi tiết nha. Chi tiết này là cái chi tiết lớn nhất nè. Mình sẽ in cái này trước luôn. Và các bạn thấy ở đây là cái thời gian nó dự tính nè, đó là 8 tiếng 27 phút nè. Mình để cái layer 2 này nè, mình để là 0.1 á, là thời gian nó sẽ lên gấp đôi luôn. Nói chung là mình nghĩ nó là cái độ mà độ mịn á, nó sẽ mịn hơn, đẹp hơn. Nhưng mà thôi, in này 8 tiếng là chết mồ rồi, in thêm cái lên 16 tiếng nó chắc chết. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ đưa nó vào thẻ nhớ nha. Mình chỉ cần bấm vào một phát thôi là nó đã đưa vào thẻ nhớ nè. Đó là vào ổ D nè. Và bây giờ thì mình cắm vào máy in nha. Và đi ngủ một giấc thôi, chứ bây giờ đợi nó in 8 tiếng đồng hồ tới khi nào. Let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã xong một cái mặt nạ 3D nè. Nhưng mà hết của mình 3 ngày. Và đây chính là cái bãi chiến trường nha. Đây, in lỗi rất là nhiều luôn. Bên đây một đống bùi nhùi nữa nè. Và bên dưới thì thôi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng ráp lại thôi. Thiếu gì không rồi? Bây giờ kiếm ở đâu ta?
Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong video mở hộp và trải nghiệm cái sản phẩm máy in 3D giá rẻ này rồi. Thì một lần nữa mình cũng xin cảm ơn Annette 3D đã tài trợ cho mình sản phẩm này nè. Nó tài trợ là tặng luôn cho mình nha, chứ không phải là cho mình mượn. Và nếu như bạn nào mà muốn mua chiếc máy in này thì có thể vào đường link mình để ngay bên dưới phần mô tả nha. Và đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng chiếc máy in 3D loại này nè. Mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Giống như đây, khó khăn đầu tiên khi mình gặp phải đó chính là mình phải lắp ráp nè. Nhưng mà cảm giác sau khi lắp ráp xong thật sự rất là đã luôn. Một cái sản phẩm rất là hoành tráng luôn. Và tiếp đó nữa thì mình in lỗi rất là nhiều luôn. Thì các bạn thấy nè, in lỗi nè. Mà mình thấy lỗi nhiều nhất á, mình không biết có phải gọi cái đó là cân bằng hay không. Mình set up 4 cái góc máy cho nó bằng một cái mặt phẳng thì nó sẽ in được. Và có một cái mình gặp phải đó chính là đây nè. Đang in giữa chừng thì cái miếng này nó không còn dính ở dưới cái bàn nhiệt nữa, mà nó xúc ra luôn. Và đây chính là thành phẩm mình để in lúc mình đi ngủ nè. Ngủ dậy thì nó thành như thế này đây. Lúc đó in cũng được khoảng 70-80% rồi, rất là tiếc luôn đây. Và có một cái khó khăn mà mình gặp phải nữa, đó chính là về những file in 3D nè. Thì cái file in 3D này á, mọi thứ mình thấy đều ok hết rồi. Tới cái bước cuối cùng á, là cái bước mà in cái miếng mà để mình đè cái miếng lọc lại á, thì ở file thiết kế nó lại không có những cái lỗ này. Như vậy á thì mình phải tìm cách để mình đục lỗ cho nó. Thì mình phải tìm hiểu cái phần mềm mà FreeCAD á, rồi mình tìm hiểu cũng hết nửa ngày trời, sau đó mình mới ra được một miếng này đây. À còn một cái nữa mình muốn nói luôn á, là không biết tại sao mình in ra rồi á, ngay cái phần mà gắn cái nắp với lại cái mặt nạ nè, nó lại không gắn được, nó bị lệch một xíu á. Mình gắn cỡ nào gắn cũng không gắn được. Nhưng mà ở đây các bạn nhìn mình gắn được là do mình đã cạo đi bớt rồi, mình cắt bớt đi và mình dùng nước sôi á, mình cho nó nở ra, mình mới gắn, mình đè vô. Cái này á mình nghĩ là do quá trình in của mình bị lỗi ở đâu đó hay sao á, mà nó bị xê dịch một tí thôi, cho nên nó không gắn lại được. Và mình có đau một cái bảng nữa, đó chính là cái ốp K20 Pro của mình nè. Thì mình đau rồi, nhưng mà mình muốn thiết kế thêm để mình vẽ một số thứ lên á, nhưng mà chưa có thời gian để thực hiện. Và nói chung là trong thời gian tới thì mình cũng sẽ vọc vạch nè, mình sẽ in thêm một số thứ nữa. Nếu như mà có gì hay hay á thì mình sẽ chia sẻ lên kênh với mọi người nha. Rồi, và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.